Hello, hello chị Hoa hậu Mỹ Mào nha. Chị mới ra tập 95 đúng không? Chị muốn kiện chị Ni với lại 47 kênh YouTube đúng không chị? Em nói cho chị nghe nè chị Mỹ Mào. Mình có đủ sức khỏe để mà mình chờ đến 47 kênh đó không ha? Người ta kêu mời lên làm việc từng kênh đó. Không biết là có đủ sức khỏe để mà ra trình diện 47 lần không đó nha bà nội. Cái gì mà kiện dữ trời vậy má, kiện hết rách thôi. Trời ơi, người ta kiện tượng trưng, kiện giống như kiểu mà kiện cho vui được rồi. Kiện cái gì mà kiện dữ thần vậy má, kiện cái gì mà tới 47 kênh kèm theo chị Ni nữa. Rồi người ta mời bà lên làm việc 47, 50 lần như vậy thì bà có đủ sức khỏe để bà đi hay không? Mà kiện cái gì mà trời ơi là trời. Cái chồng đơn gì đâu mà giống như là cái sớ táo quân vậy bà nội. Nó dài thòn lòn như là cầu Sài Gòn vậy má. Cái gì mà giống như mà tuyển tập Himalaya gì vậy. Quá trời quá đất đi nha. Ít ít lại đi bà nội, rút gọn lại đi 5-6 kênh được rồi. Cái gì mà 47, 48 kênh vậy má? Với lại nói nghe nè, mới đi uống tóc hay gì vậy? Cái tập 95 nó tóc hơi bị rối nha, hơi bị quăng nha, hơi bị xù nha. Chị mà làm quăng quá đó, người ta kêu chị là hoa hậu mì xào gán chịu đó bà nội. Mì xào mì ly rồi đó nha. Trời ơi là trời, kiện hết tất thôi bà ơi. Bà kiện cái gì mà 47 kênh dữ thần vậy? Trời ơi. Ví dụ như mỗi tháng hả, người ta kêu bà ra để mà làm việc với một kênh là bà phải tốn bao nhiêu? Bà phải đi tới đi lui mấy năm trời vậy đó hả mẹ? Kiện gì đam mê hay sao mà kiện gì dữ thần vậy? Kiện vừa vừa thôi. Trời ơi, người ta coi kênh nào mà kiểu mà hả lớn đâu này nọ, rồi người ta kiện giống như kiện tượng trưng đó, kiện lấy danh dự, kiện tượng trưng thôi. Cái gì mà 47, 48 kênh gì đâu mà nguyên một cái sách dài thòn lòn vậy, nổi cái tiền mà lập vi bằng không là biết bao nhiêu tiền rồi mẹ. Cho nên là trời ơi, bà dư tiền quá hả? Bà dư tiền đó, bà đi làm từ thiện đi má. Dư tiền quá đi làm từ thiện, đi cho bớt cho người nghèo đồ kìa. Kiện cáo cái gì nữa, thời buổi này tao nói. Tôi nói cuộc sống mong manh lắm bà ơi, đời người mong manh lắm, đời người tổ cánh bèo trôi đó, cuộc sống mong manh như bồ công anh bay trong gió đó má. Cho nên là kiện chi mà dữ thần vậy? Nói chung là chị biết làm sao không? Chúng ta là những người làm trên mạng xã hội thì chúng ta phải có một cái sự nói qua nói lại cho vui. Chứ bây giờ bà nói một mình bà rồi hả? Rồi sao mà vui được? Bà chơi một mình bà rồi bà, ví dụ như bây giờ bà sống một mình bà có vui không? Không hả? Bà bảy màu. Cho nên là trời ơi, là mạng xã hội là phải có người này người kia nói qua nói lại rồi vui cho có câu chuyện rồi mà uống tóc cái gì đâu mà nó rối nuôi vậy, nó xù quá trời xù nha. Đi duỗi cho nó thẳng bớt ra đi bà nội, cái gì mà xù quá trời xù vậy mẹ, định làm cô gái châu Phi hả hay sao mà cái gì mà dữ thần vậy má. Với lại nói nghe nè, trong cái tập 95 thì thật sự mà nói thì tôi cũng không có hài lòng với cái cách mà lên trả lời của bà, nhưng mà tôi thấy bà có hai cái điều mà tôi thấy đúng và hay. Đầu tiên là bà nói cái thằng thám tử lùng á, nó là một cái thằng chuyên gia bịa đặt đúng không, vu khống ok la cái đó. Chí Cảnh đồng lòng đồng tình với bà nha bà Bảy Màu. Cái tập mà 95 đó, bà nói cái thằng thám tử lùng là một cái thằng mà chuyên gia đi vu khống đi bịa đặt đó, ok la rất là hài lòng, rất là đồng ý với cái quan điểm của bà luôn á, là chính xác đó. Cái này là tôi đứng về phe bà luôn đó. Người ta nói tôi quay xe tôi chịu đó, chứ tôi thấy bà nói cái thằng thám tử lùng mà chuyên gia đi vu khống đi bịa đặt đi gán ghép đồ này nọ đi giật tích đồ này nọ đó để mà này nọ đó với bà đó là chính xác đó, mà không phải một mình bà nữa mà nó nói cho tất cả mọi người luôn đó, là ok la nha. Qua họ mỹ màu mãi đỉnh đó, ok la. Tiếp theo là bà nói tới cái ông mà đạo diễn già đó, cái ông đạo diễn già mà chuyên dục tích đó, nói bà là thế này thế kia rồi đúng không, nói bà hôm bữa là đi lại nha khoa của chị Phương Lê xin lỗi xin ơ rồi giật cái tiết đó đúng không, chính xác luôn, chính xác về cái ông đạo diễn già. Cho nên nó xin phép dành cho Bảy Màu một tràng pháo tay đi mọi người, bởi vì hoa hậu Bảy Màu đã nói rất là đúng sự thật nha. Chỉ có hai cái đó đồng tình thôi mẹ, còn mấy cái kia không có đồng tình với mẹ, tại vì mẹ nói nhảm quá. Cái gì mà cầm cái điện thoại lên rồi hỏi đáp gì má, đưa ra câu hỏi thì những cái câu hỏi mà toàn có lợi cho bà không à, những cái câu hỏi mà hỏi ra toàn là có lợi cho bà không à, còn những cái câu hỏi khó bà đâu có dám trả lời, bà đâu có dám lên hỏi hả mẹ. Trời ơi, cái gì mà hoa hậu gì mà không công bằng với trơn vậy má, đưa ra câu hỏi toàn là làm sao mà để có lợi cho mình không à. Rồi có nhiều mẹ đó hả, trời ơi cái gì mà tư vấn luật pháp luật ơ rồi cũng nhờ bà, nó mắc mệt thiệt luôn á. Cái gì mà tư vấn luật pháp xong nhờ luật sư tư vấn nhờ bà, trong khi bà mới ăn 7,5 triệu, bà mới ăn 7,5 triệu mà còn cái gì mà mời 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 gọi bà nữa, hỏi bà nữa, trời ơi là trời, mấy cái mẹ đó ơi quá trời quá đất luôn ha, tại nhờ luật sư miễn phí kìa. Chứ cái gì mà nhờ hoa hậu Bảy Màu, bà Bảy Màu bà biết cái gì đâu, nếu như bà giỏi bà biết bà gần pháp luật thì bà đâu có ăn 7,5 triệu đúng không. Tiếp theo có một cái này là tôi thấy bà cũng khá là ok nè, là hồi nãy giờ có hai điều nha. Một là bà nói thằng thám tử lùng ok la, ông đạo diễn già ok la, và cái thứ ba là bị biết gì không, thì tôi thấy bà cũng có kêu gọi cho một số hoàn cảnh mà khó khăn á, bệnh hoạn bệnh tật rồi đó, thì hy vọng rằng fan của bà đó hãy chung tay cùng với bà để mà giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh bệnh hoạn đó thì ok la. Cái đó thì nói chung là
Có công thì sẽ thưởng, còn có tội thì sẽ phạt. Và tôi thấy là bà cũng có công đó, bà cũng có công kêu gọi cho những người có hoàn cảnh khó khăn như vậy là ok la nha Bảy Màu nha. Cho nên là trong cái video, trong cái tập 95 thì Bảy Màu có ba cái điều rất là ok la. Một là vạch trần cái thằng thám tử lùn, hai là ông đạo diễn già, ba là cái vụ mà bà kêu gọi cho một hoàn cảnh mà bị bệnh đau thương đó, bị bệnh là coi như là khá là tội nghiệp đó. Thì nếu như mà Bảy Màu có fanpage của Chí Cảnh đó, thì có gì Bảy Màu nhắn tin cái information nha, information của cái nạn nhân cho Chí Cảnh đi, rồi Chí Cảnh sẽ giúp cho một phần nha Bảy Màu nha. Nếu như Bảy Màu có nghe được cái clip này á, thì Bảy Màu hãy nhắn tin cho Chí Cảnh nha cái information của cái người mà bị nạn đó. Tại vì không có kiên nhẫn để nghe Bảy Màu nói, nhưng mà có nghe lướt lướt qua là có kêu gọi cho một cái hoàn cảnh bị bệnh gì đó. Thì Chí Cảnh là một cái người có lòng trắc ẩn rất là cao, cho nên là ok nhắn tin cho tôi cái thông tin đi bà nội, tôi sẽ giúp đỡ cho một phần, tôi sẽ giúp đỡ cho một phần nha, để mà ủng hộ tinh thần cho bà đó bà nội. Rồi tiếp theo bà kêu á, bà chửi chị Ni, bà chửi chị Ni, bà nói chị Ni á là một cái người mà giống như kiểu bà kêu là ôm két sắt nè, rồi bị truy nã nè, rồi ăn cắp mà ăn trộm nè, rồi bà nói chị Ni là một cái người lưu linh lưu địa nè, rồi nhiều đời chồng rồi nè. Thì bà mở miệng ra bà kêu á là chẳng lẽ là không có pháp luật sao đồ này nọ rồi đó, vậy thì bà có tôn trọng pháp luật hay không? Bà nói chị Ni là chửi bà cái vụ mì xào mì ơ rồi đúng không, thì bà quang quang cái miệng bà lên bà kêu là chẳng lẽ là không có pháp luật pháp ơ vậy đó đúng không? Vậy thì tôi hỏi bà, nếu như mà bà đã biết pháp luật á, bà đã gợi bà đã tôn tôn trọng pháp luật á, thượng tôn pháp luật á, thì khi bà nói tới cái câu chuyện mà chị Ni á ginh cát sắt đồ này nọ rồi đó ha, trộm cắp rồi bị truy nã rồi đó, thì liệu bà có đủ cơ sở để bà nói hay không? Bà có đủ cơ sở không? Bà có chứng cứ trong tay không? Bà có cái gì để chứng minh làm cái điều bà nói là sự thật hay không? Hay là chỉ nghe qua cái miệng con tiết bông? Hay là con đại xăm chổ? Cho nên là Hoa hậu Bảy Màu nói á, là chẳng lẽ là không có pháp luật đồ sao đồ này nọ là thế này thế kia, nhưng cái người vi phạm đầu tiên là bà đó. Bà hiểu chưa bà Bảy Màu? Tại vì cho đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ một cái bằng chứng nào xác thực về cái chuyện chị Ni là một cái người trộm cắp, ginh két sắt rồi bị truy nã đâu này nọ đâu, rồi nhiều đời chồng đâu, có không? Không có, không có. Cho đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ một cái bằng chứng nào mà rõ ràng hết trơn á. Cho nên tất cả những cái gì bà nói đều là vu khống, đều là bịa đặt cho chị Ni. Vậy thì bà có thượng tôn pháp luật chưa? Những gì bà nói bà có cơ sở hay không? Vậy mà bà còn đòi kiện chị Ni là kiện cái gì? Chị Ni không kiện bà thì thôi, chứ bà kiện chị Ni là kiện cái gì hả má? Hả bà Bảy Màu? Cái người kiện là chị Ni chứ không phải là bà, tại vì chị Ni không có nói cái gì mà bịa đặt gì cho bà hết trơn á. Chị Ni chỉ có lâu lâu thấy bà hả, bà nói chị Ni nhiều quá là lâu lâu chị Ni lên chị Ni đáp trả chị khịa cho vui hả, chứ không có nói cái gì mà bà vu khống gì cho bà hết trơn á. Bà hiểu vấn đề chưa? Bà hiểu vấn đề chưa? Còn bà là đang vu khống bịa đặt cho chị Ni đó. Cho nên cái người kiện là chị Ni, là cái người đi kiện, và cái người bị kiện là bà đó má. Bà bây giờ bà còn bày đặt bà kiện ngược lại chị Ni nữa hả? Trời ơi, bà có đẻ ngược không vậy má? Mà sao ăn nói ngang ngược quá vậy? Cho nên cái người đi kiện là chị Ni và cái người bị kiện là bà. Tại vì bà vu khống bịa đặt cho người ta. Bà có bằng chứng không? Bà xô ra cái bằng chứng coi chị Ni đã ăn cắp như thế nào, ăn trộm ra sao, ginh cát sắt như thế nào, rồi bị truy nã ra sao. Tại sao bị truy nã mà người ta vẫn ung dung tự tại, người ta bay tới bay lui như là chim vậy má? Trời ơi, tìm em như thể tìm chim chim bay biển Anh, bay biển Bắc, em tìm biển Đông vậy. Trời ơi, chị Ni bỏ bay, trời ơi, bỏ bay liên tục, sáng bỏ ở nước này, chiều bỏ ở nước kia đó má. Sáng bỏ ở châu Âu, chiều bỏ ở châu Á đó bà nội. Khuya khuya bỏ ở châu Phi đó má ơi. Bảy Màu ơi. Tiếp theo là tới cái câu chuyện Hồng Loan. Bà đã nói về Hồng Loan rất là nhiều cái mà nó không có đúng. Đầu tiên là về cái vụ mà khoai lang khoai ơ rồi đó, bà tố người ta bán mắc bán rẻ, bà nói người ta quá trời quá đất. Cái vấn đề thứ hai là bà nói người ta vô ơn vô nghĩa, bà ra rả tên của người ta. Rồi tiếp tục là bà nói cái này hết cái này tới cái kia, nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại Hồng Loan chưa có bất kỳ một cái động thái nào về bà cả. Hồng Loan chưa một lần lên tiếng gọi tên bà, chưa bao giờ nói gì về bà hết, mà bà tối ngày bà cứ ghéo gọi tên người ta, bà kêu là người ta lợi dụng trên cái xác của
của cha mình, bà nói thế này, chụp lại cái này, chụp lại thế kia, bà chê, bà trách, bà thế này thế kia. Bà tung ra những cái đoạn ghi âm, ghi, bà tung ra những cái tin nhắn riêng tư giữa hai người. Như vậy là bà đã vi phạm pháp luật rồi đó má. Cho nên cái người kiện là Hồng Loan kiện bà, chị Ni kiện bà, là hai cái đơn đầu tiên đó. Tiếp tục là nếu như mà trong cái sự mà ghi âm mà hôm bữa bị rò rỉ á, mà người ta xác định bà là người tung ra đó, là bà sẽ ăn thêm cái đơn kiện của anh Vũ Lưng nữa. Bà hiểu không? Rồi tiếp tục bà đã từng nói gì về tôi, bà kêu tôi là Linh Cẩu, Linh Ơ rồi đúng chưa? Bà cung cấp địa chỉ nhà của tôi, bà đưa cái mặt tôi lên trên video của bà, và tất cả những cái điều đó đã được lập vi bằng lại hết rồi. Cho nên những người mà kiện là chúng tôi nè. Chứ chúng tôi không có nói gì bà hết trơn á. Chúng tôi không có bao giờ mà lên mà tôi nói bà thế này thế kia. Không biết là hai cái ông nội kia đó, cái ông nội mà Thám Tử Lùng với cái ông nội đạo diễn đó, không biết có nói bà mua giải mua gì đúng không. Còn chúng tôi chưa bao giờ chúng tôi nói vậy trơn á. Cho nên bà kiện là bà kiện cái gì? Bà là cung cấp thông tin cá nhân của tôi, và cái điều đó là vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng đó. Ai cho phép bà đưa cái địa chỉ nhà tôi lên? Hả? Tôi có cho phép bà làm như vậy không? Bà có biết là khi mà bà đưa cái địa chỉ nhà tôi lên thì như vậy ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái cuộc sống của tôi hay không? Đó là cái thông tin riêng tư của tôi không cho phép thì ai cho phép bà đưa lên? Rồi lỡ bà đưa lên như vậy rồi tôi gặp bất kỳ một cái bất trắc nào thì sao? Ai là người chịu trách nhiệm? Ai cho phép bà đưa thông tin nhà cửa đâu này nọ, thông tin tôi lên trên mạng? Và tất cả những cái thông tin đó bà nghĩ rằng chúng tôi không có lưu lại à? Cho nên á, khi bà đối diện với chúng tôi ra tòa thì chúng tôi cũng có cái miệng để chúng tôi nói và cho bà biết rằng phía sau chúng tôi là cả một công ty luật. Bà hiểu vấn đề chưa? Chứ không phải là khơi khơi. Trời ơi, bà muốn kiện hả? Bà tưởng là có một mình bà kiện hả? Thật sự mà nói nha, chị Ni, Hồng Loan, anh Vũ Lưng đồ này nọ đó, không muốn kiện bà là tại thấy bà bị bệnh tội nghiệp đó má. Người ta không kiện bà là do thấy bà bị bệnh cho nên thôi tội nghiệp, với lại cũng thấy là ngày xưa bà lên tiếng bà binh vực bà bảo vệ đồ này nọ thì thôi. Người ta nghĩ là không có tình cũng còn nghĩa. Cho nên người ta không có kiện bà đó, chứ ở đó bà đi bà kiện ngược lại người ta là cái gì với mẹ. Mà kiện cái gì mà kiện quá trời chứ gái. Kiện cái gì mà 47 cơn thì kèm theo chị Ni nữa là 48, Hồng Loan là 49. Rồi sao không gán ai luôn đi cho chẳng 50 đi mẹ, 50 xuống biển, 50 lên non đi bà nội. Bà hơi thiếu đó, 49 đó. Gán thêm ai nữa đi bà nội ơi, gán thêm ai nữa cho chẳng 50 đó bà nội. 50 xuống biển, 50 lên non, bà giống như là mẹ luôn rồi đó. Trời ơi, là trời cái gì mà kiện gì đâu mà trời ơi, là trời đưa cái sắp mà đơn thơ hưa đó hả, cái gì mà nó dày cui nè. Cái gì mà còn hơn là tiểu thuyết nữa. Còn hơn là tiểu thuyết 1001 đêm cho bà nội. Kiện ít thôi, trời ơi, người ta tập trung ai mà chính đâu đó, người ta tập trung vào những cái kênh chính đâu, những ai mà nổi tiếng đâu thì người ta kiện để lấy tiếng đâu. Kiện cái gì mà kiện gì đam mê hả? Kiện gì đam mê hay sao mà chịu khó viết cái gì mà tới 47, 48 kênh mà không biết là cái người mà viết đơn cho bà là ai ha, đánh máy không có chắc cũng mệt đó. Ít lại thôi, đơn giản thôi, 2-3 kênh được rồi, 2-3 kênh tượng trưng được rồi. Cái gì mà một nồi vậy, kiện người ta rồi có khi nào người ta giật lại rồi bị phản tác dụng không má? Với lại nói cho bảy màu nghe nè, cuộc đời này nó mong manh lắm, cuộc sống mong manh như bồ công anh bay trong gió, cuộc đời tựa cánh bèo trôi. Năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là mình cũng đã già rồi, mình đã già rồi thì thôi mình lo mình an dưỡng tuổi già đi. Tôi thấy bà sống giàu, sống sang, sống du lịch, du ơ đồ cũng sướng đó má. Cho nên là hả, thôi mình cứ tận hưởng đi, bao lâu nay mình kiếm tiền nhiều rồi, thôi tận hưởng đi, hạ cánh an toàn đi. Rồi lâu lâu mà quay những cái video tích cực đồ lên thì ok la. Rồi lâu lâu lên trả lời fan đồ này nọ rồi đó. Rồi đừng có liên quan tới chị Ni, đừng có liên quan tới Hồng Loan là ok rồi. Kiện cái ông chi vậy, thôi đi bà ơi, buông bỏ đi bà, hoan hỷ đi, từ bi hỷ xả đi gái ơi, trời ơi, tích đức rồi cho con, cho cháu rồi chứ kiện chi vậy, rồi người ta dướng vô lao lý rồi, rồi bà vui không? Trời ơi, thôi cái gì mà lâm hả, trời cái gì vậy? Trời ơi là trời, uống tóc làm chi mà cho nó bay lông lá tùm lum nó bay vô miệng, bực bội muốn chết luôn. Cho nên là gái ơi gái, thôi mình già rồi mà phải chi mình già mà mình khỏe cũng đỡ. Mình già mà mình còn bị bệnh thì thôi lo dưỡng già rồi đi, lo mà vui vẻ sống hưởng thụ rồi đi bà ơi. Bà đi ghe rồi tôi nói bà ha, mỗi lần mình người ta mời lên mời xuống mà đi bà cũng mệt vậy. Bà ghe rồi bà trả lời rồi, còn nhiều khi rồi bà tức ở trên tò rồi. Ở trên tò là không có nước biển sẵn để chiền đâu gái. Ở trên tàu không có nước biển sẵn để chuyền đâu, rồi lỡ mình bị kích động đó, bữa hổm là bà bị sốc tâm lý đó, bà nhập viện đúng không, là phải chuyền nước liền luôn đó. Ở trên tàu không có nước biển đâu, bà có thấy một cái má nào mà đang đứng trên tàu mà đang cầm cái chai nước biển không? Không có, không có. Cho nên là thôi đi,
Trời ơi, buông bỏ đi gái ơi, bỏ đi. Còn ví dụ như á, bà muốn đòi lại danh dự danh ơi, tôi nói thiệt với bà nghe nè, dù cho bà có ra tòa đó, dù cho bà có thắng đi chăng nữa đó, bà cũng không thể nào lấy lại tình cảm tình thương gì của ai hết trơn á. Cái này là sự thật, bà hãy tự nằm gác tay lên trán, gác chân lên trán để bà suy nghĩ nha. Nếu như bà ra tòa bà có thắng đi chăng nữa đó, bà có thắng đi chăng nữa đó, thì liệu bà có được người ta yêu thương ủng hộ hay không? Không. Tại vì một khi mà người ta đã thất vọng rồi, người ta đã sụp đổ rồi thì không bao giờ lấy lại đâu. Hào quang một khi đã tắt rồi thì đừng có hòng nó quay trở lại. Khó lắm gái ơi. Với lại cái tính nết của bà như vậy thì bà nghĩ đi, ai mà ủng hộ bà? Cho nên á, bà có thấy cô Nguyễn Phương Hằng không? Dù cho cô Nguyễn Phương Hằng vướng vào vòng lao lý, nhưng cô Nguyễn Phương Hằng vẫn được yêu thương, vẫn được, trời ơi, người ta yêu thương, người ta mong mỏi cái ngày trở về. Cho nên những cái kênh YouTube đó mà lên tiếng nói về bà đó, dù cho bà có làm cho người ta bị cái này bị cái kia đi chăng nữa thì người ta vẫn được yêu thương bình thường. Bà kiện chị Ni rồi đó, dù cho chị Ni có bị cái gì đi chăng nữa thì chị Ni cũng được yêu thương bình thường, không có sao hết trơn á. Người ta vẫn yêu mến chị Ni y chang như là cô Nguyễn Phương Hằng như vậy đó. Cô Nguyễn Phương Hằng vướng vào dòng lao lý nhưng mà người ta vẫn yêu thương, vẫn chờ cái ngày cô về. Thì nếu như mà lấy cái đặt cái trường hợp nha, nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, nhưng mà ví dụ như bà thắng á, bà thắng mà chị Ni có thua bà đó, cái này là mình chỉ đặt một cái giả định đó mọi người, nếu thôi nha, nếu như vậy á, thì chị Ni vẫn được yêu thương bình thường. Cho nên cái việc bà kiện là một cái điều vô nghĩa, cái điều bà kiện chị Ni là một cái điều rất là vô nghĩa, bởi vì bà sẽ không có đạt được một cái gì hết trơn á, bà sẽ không bao giờ lấy lại được cái danh dự, cái hình ảnh gì hết trơn á, tại vì tất cả gì những gì bà làm người ta đã nhìn thấy hết rồi, bà cũng đã lên giải thích rồi mà có ai tin đâu. Bà lên giải thích rồi mà cũng có ai tin đâu. Thì bây giờ ví dụ như ra tòa đi nè, đi bà ok, ví dụ như người ta nói bà đồ này nọ gì đó, rồi giờ người ta vi phạm đồ mà 7,5 triệu đồ gì đó, thì bà cũng không có lấy lại được danh dự gì cả, chỉ có tốn công tốn sức thôi gái ơi. Cho nên là cái này là khuyên thiệt luôn à, cái này khuyên thiệt lòng nè, là thôi buông bỏ đi gái, buông bỏ đi rồi thôi, bây giờ mình cũng lớn tuổi, mình cũng bệnh rồi đó, thì thôi mình kiếm cái mà chủ đề nào mà nó thân thiện đó, mình thấy bà cũng có vẻ như cũng có lòng trắc ẩn đúng không, thì thôi mình đi coi hoàn cảnh nào khó khăn mình đi giúp đỡ đồ này nọ rồi đó, thì gì ok la, rồi lâu lâu chia sẻ cuộc sống rồi gì đó là được rồi. Thôi đi bà ơi, bà già quá trời luôn rồi, bà cần gì mà YouTube vô ơn, tụi tôi nghèo lắm nè gái ơi, tụi tôi phải kiếm cơm mỗi ngày, tụi tôi nghèo kiếm cơm mỗi ngày, cho nên là tụi tôi hả mới cần một sức trẻ đâu này nọ thì chúng tôi mới ấy, còn bà giàu có quá trời luôn rồi, bà cần gì mà YouTube vô ơ rồi nữa, cho nên là thôi đi, người ta không kiện bà thì thôi đó. Chị Ni không kiện bà, Hồng Loan không kiện bà, anh Vũ Lân không kiện bà là thương tình cho bà đó, thấy bà coi như là già mà bị bợ tội nghiệp đó, đúng không mọi người? Cho nên mọi người ơi, hiện tại là Chí Cảnh á đã bị cái thằng Thám Tử Lùng nó cho kiểu bài nào cái kênh YouTube đó mọi người, cho nên Chí Cảnh có lập thêm một cái kênh YouTube mới, đó là Trịnh Chí Cảnh nha. Thì cô chú anh chị nếu như mà thương Chí Cảnh á, thì cô chú anh chị hãy đăng ký kênh YouTube Trịnh Chí Cảnh, giúp Chí Cảnh có 1.000 người để cho Chí Cảnh được bật quảng cáo kiếm tiền nha mọi người nha, Trịnh Chí Cảnh nha. Và Chí Cảnh rất là cần mọi người ủng hộ cho Chí Cảnh 1.000 lượt đăng ký á, để Chí Cảnh có thể mà có một cái kênh phụ, lỡ kênh kia nó có bài thì Chí Cảnh cũng có kênh để mà gặp mọi người nha.